Xin kính chào các bác nhé. Hôm nay cơ sở bên kích cá sông Công xin gửi đến anh em một con máy dòng là Auto H6, còn là Auto H6 mới các bạn nhé. Thì máy móc bây giờ rất nhiều, anh em cứ phàn là máy nó như thế nào mà giá cả nó như vậy, còn rất nhiều anh em mà điện hỏi máy chi tiết ra sao, cách dùng như nào, công suất của nó bao nhiêu. Thì đây mình sẽ làm một cái video này, tức là mình chưa đóng nắp vội, mình chỉ để nguyên cả trong cả ngoài cho các bạn xem nhé. Đấy, mình sẽ làm video này là hướng dẫn sử dụng này, báo giá máy này và máy chi tiết gì như thế nào và công nghệ ra sao này, mình sẽ làm cái video này, nên mong là anh em mới xem cái máy này thì phải xem hết video nhá. Đấy, thì đầu tiên á, cơ sở bên em là bên cái cá sông Công, số trên, số đầu tiên là cái số trên là số có dùng Zalo, còn số dưới là không có dùng. Đấy, đây thì và cái chiếc máy này thì đầu tiên là dây cập bình của nó là dùng hai sợi dây 2,5 các bạn nhé, rất là dài, dài 70 cm, kẹp bình đồng to hơn là cái kẹp đây là dòng Auto H6. Đấy, Auto H4 thì nó dùng một dây nhưng Auto H6 phải dùng hai dây các bạn nhé, hai dây KDV dây đồng. Đấy, rất là dài luôn. Và có một cái công tắc bấm dài một tầm 2 mét, 2,5 mét các bạn nhé. Cái máy Auto H6 ấy, này á, thì cái dây cổ bấm nó rất dài luôn, để cho anh em đi thuyền, đi bộ các bạn nhé. Đi thuyền, đi bộ rất là ok. Mình có thể là vừa cái dây này mình mua cái máy làm sao mà anh em mua vậy là không phải đấu nối cái gì. Đấy, đây. Và cái chiếc máy này thì kích thước của nó là cũng tương đương cái máy Auto H4 thôi. Thế nhưng mà về bên trong máy thì nó có thay đổi các bạn nhá. Đây thì đầu tiên về cái dàn công suất, con này là dùng phét 290 L08. Anh em biết là một con phét 290 L08 này nó tương đương 3 con phét nhỏ hoặc 2,5 lần con phét nhỏ các bạn nhá. Giá cả của nó cũng gấp đôi gấp ba như thế. Đấy, chỉ cần 6 con phét này thôi thì làm máy nó sẽ gọn gàng hơn. Công suất của nó tương đương tầm máy 16 phét hoặc là 14 phép các bạn nha. Dàn 6 phép công suất này 290 là 08 là các bạn hàng mới. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Rất đẹp luôn. Còn hai con bên này là hai con công suất IGBT, con này để chuyên để điều khiển auto dòng. Tức là hai con này nó phải dùng một cái miếng nhôm rất là to, tương đương cao tương đương cái này, để là mình làm cho anh em là đánh nó được lâu hơn mà máy cái IGBT nó không nóng các bạn nhá. Đấy. Dòng này là dòng lái điều khiển IGBT, băm sung IGBT đấy. Còn đây để nói cùng về công suất thì nó có dùng viền áp cách ly này anh em này, lái công suất rất là ok. Đấy, cái viền áp cách ly này nó sẽ làm mát máy hơn là lái trực tiếp, và nó cái công suất của con máy này nó rất là khỏe, nó ổn định các bạn nhé. Mình chập vợt là phe nó không chết. Đấy, công nghệ của nó rất là cao. Cái mạch này là của nó là mạch hai lớp các bạn nhé, mạch màu đỏ hai lớp rất là đẹp. Mình hai lớp thì dĩ nhiên anh em biết rồi, rất là giá thành rất là cao bây giờ luôn. Độ bền của nó cao hơn là mạch một lớp. Đấy, đây là về công suất. Còn biến áp của nó, biến áp công suất của nó là dùng biến áp của máy 12 phép, 14 phép các bạn nhá, rất là khỏe luôn, 12 14 phép. Đấy. Công biến áp này là của KC Thông Công ở các Thái Nguyên này, số điện thoại của bên em này. Biến áp VF tự cuốn, cuốn dây đồng rất là to. Đấy, đảm bảo cho anh em là đi những cái vùng nước sâu. Ví dụ con riêng con máy Auto H6 là anh em có thể dúng sâu 4 m, và sâu 4 m cá vẫn lên bình thường. Còn đánh cho bàn nước thì độ sâu của nó chỉ tầm 3 m thôi các bạn nhé. Đấy, còn dúng sâu thì anh em có thể đánh được sâu hơn. Con này thì thả cáp được, một vợt được, hai vợt được. Đó, anh em đánh rất là nhiều chức năng. Cái cổ biến áp này là mình ngâm keo rồi, độ bền nó rất là cao, biến áp mới. Đây nha anh em nhé, để nói về phần tụ công suất này, tụ đầu ra này anh em nhìn này, đây mình sẽ mở, đây anh em nhìn rõ nha, biến áp là công suất lớn này, tụ của nó là hai tụ đầu vào 4,700, tụ này là tụ hàng Việt Nam nhá, mình tất cả các linh kiện này, dây điện này, nhôm này, anh em nhìn con máy rất là cứng cáp, toàn bộ là hàng Việt Nam hết các bạn nhá, hàng tàu nhìn nó rất là mỏng manh nhưng hàng Việt Nam nhìn nó rất là đẹp luôn anh em nhá, đấy nhìn con máy bên em là làm rất là gọn gàng. Đấy, không có rườm rà dây dợ rất to đâu vào đấy hết. Đấy, máy là có hãng Auto H6 này các bạn này. Dưới này là tên của số điện thoại cơ sở bên em.
Và con máy này là tụ đầu nguồn nó có hai tụ liền đấy, hàng xịn, và tụ đầu ra của nó là 1 2 3 4 5 6 6 tụ các bạn nha. Cái con Auto H4 ấy mình làm đánh rất là ok, anh em có đánh được, bảo nó đánh sâu 3 mét mà nó dùng có 4 tụ thôi. Con Auto H6 là nó dùng 6 tụ như này, anh em biết là công suất của nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều luôn. Đấy. Mà giá máy thì rất là rẻ. Tuy rằng đánh được sâu 3 4 mét, thế nhưng mà cơ sở bên em làm cái máy nó ăn rất tiết kiệm bình các bạn nhá. Tức là một con máy này bình 30 ấy, anh em có thể đánh liên tục cho mình được 3 đến 4 tiếng bình thường. Đấy, nếu mà đánh nhiều, đánh rô phi liên tục thì được 2 đến 3 tiếng. Đấy, tầm 2 tiếng rưỡi nếu bình 30 sạc đầy. Đấy. Nhưng mà cũng dòng máy là nó rất là khỏe anh em nhé. Dòng máy là cơ sở bên em làm cái dòng máy này ra bán cho khách hàng. Trước khi mình bán cho khách hàng mình cũng phải test thử qua chập vợt, rồi kẹp ngược bình ắc quy, rồi thử rúng vợt có bóp xuống nước xem có giật không, rồi lọ kia. Đấy. Máy không có lỗi thì mình lại gửi cho anh em bình thường. Còn máy móc này thì mình bán cho anh em là gửi có bưu điện. Anh em được phép kiểm tra hàng trước khi nhận hàng này. Hàng hóa anh em, cái máy này anh em thì anh em dùng anh em được bảo hành 1 năm. Của cơ sở bên em bảo hành cho anh em đấy. Và máy móc này ấy, thì mình có dán số điện thoại ở trên nắp máy là để cho anh em và hướng dẫn cách sử dụng nhé. Tờ giấy hướng dẫn một, anh em mua cái máy này thì có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng và có số điện thoại, và có số điện thoại này, bởi vì mình để số điện thoại để anh em khi mà dùng cái máy này nó có trục trặc gì mình không biết cách dùng thì mình có thể đọc hướng dẫn sử dụng, mà nếu mà đọc không hiểu thì mình sẽ điện lại cho cơ sở bên em. Cơ sở bên em sẽ giúp đỡ anh em sử dụng làm sao cho hiệu quả nhất. Đấy. Đây, con này nó dùng 6 tụ, anh em nhìn nó rất là đẹp luôn, 6 tụ là 2 tụ nữa là 8 tụ các bạn nhá. Rất là khỏe, một con máy một tụ là rất là nhiều luôn. Đấy, cuộn cảm là cuộn cảm của máy 12 phép các bạn nhá. 4220 cuộn cảm to. Dây đồng đó. Dây đồng Thái hàng xịn. Anh em nhá, nhìn rõ nhá. Rất là chất lượng cao luôn. Cuộn cảm máy to. Bo lái IGBT, con này là IGBT. Ở đây có một cái quạt gió 5x5 để hút vào trong này để làm mát máy. Và cái dòng máy này thì nói với anh em là để mình sẽ quay ra mặt trước để cho anh em xem nhé. Ở cơ sở bên em nói với anh, thông báo với anh em là khi mà cái dòng máy này ấy, cơ sở bên em là sản xuất là làm cho anh em thiết kế ra. Nếu anh em có tìm được những cái máy này như thế này ở cơ sở khác bán hoặc gần giống như này, đó là do cơ sở đấy là nhái theo máy của cơ sở bên em các bạn nhé. Bởi vì máy bên em làm ra tính toán thông số rất là kỹ. Nếu mà mua về hàng nhái thì lúc nào nó cũng kém hơn là cái hàng chính hãng rồi. Đấy, nên là anh em hiểu cho cơ sở bên em là chỉ có hai số điện thoại ở trên, đấy, hai số kia thôi. Đấy, địa chỉ này. Rồi. Về cái mặt máy này thì các bạn xem nhá. Cái cọc đỏ, nếu con Auto H6 thì cọc đỏ nó ở dưới, còn Auto H4 thì cọc đỏ nó ở trên. Thì cái cọc đỏ trên dưới thì không có sao cả, nhưng quan trọng là cái cọc đỏ này anh em nếu đi thuyền thì anh em có thể kẹp cái này vào vợt, cái này là kẹp vào thuyền nhá. Nếu mà đi cáp thì anh em buộc cả hai cái này xuống cáp luôn. Đấy, hoặc kẹp vào thuyền thì anh em nếu nước nông thì kẹp vào thuyền, mà nước sâu thì cả hai cáp. Còn nếu đi hai vợt thì anh em cứ cái đỏ là vợt, cái đen là cái chọc các bạn nhá. Cái đỏ này nó có chức năng là hút cá lên vợt, thì anh em đánh là chỉ rúng sâu độ 20 cm nước thôi thì là cá nó nổi lên, còn anh em rúng sâu xuống, cả hai vợt rúng sâu xuống đáy ngang như nhau ấy, thì nhiều khi là anh em đánh cá này rất kém nổi như các bạn nhé, bởi vì cái vợt này nó có cái độ kéo cá lên rất là mạnh đấy. Vậy nên con máy này nếu anh em đi đánh rô phi hoặc tất cả các dòng cá rô phi này, chép này, chấm này, trôi mè, ếch, lươn, lóc, tất cả các loại cá luôn, lóc chê luôn, kiểu anh tôm, lóc mặn nhé, rất là ok đấy. Hút cá rất là tốt, đánh cá và nó nổi trên mặt nước luôn các anh em nhé. Đánh cá lóc nó nhao từ trong bụi ra ngoài theo vợt của anh em. Anh em nên nhớ cái này chọc vào trong bụi này, cái này ra mặt nước này, ra ngoài này, nó sẽ có độ cuốn cá ra ngoài này. Đấy. Còn cái đầu tiên là cái khỏe yếu. Thì về nước càng mặn thì anh em vặn càng thấp xuống thì đánh nó mới hiệu quả, còn nước ngọt thì anh em vặn cao lên nhé. Còn đây về cái này là băm sung. Cái này là băm sung thì về số 0 thì nó tắt băm sung, về số 1 thì nó băm với tốc độ chậm, hai là nhanh dần nhanh dần nhanh dần đấy. Anh em nếu lực mạnh thì anh em lên đánh băm sung thì nó tốt hơn, nó sẽ điều khiển dòng là dập sung cho cái lực mạnh nó hiệu quả hơn. Nếu còn nếu về lực ngọt thì anh em nên tắt băm sung đi, đánh rô phi nó sẽ hiệu quả các bạn nhé. Đấy, nói chung là anh em nào mà dùng lực mạnh ngọt ấy, thì lên mua con máy này,
nó tự động auto cho anh em là mặn ngọt lợ đấy, đánh lên tất cả các màu nước luôn, nhiễm phèn, nhiễm thối, nước trong, nước đục, tất cả các loại nước luôn, không bị ảnh hưởng gì với máy các bạn nhé. Đấy, con này là con auto H6. Cái dòng auto này thì nó có đặc điểm nữa là nó tiết kiệm bình hơn được một gần như một nửa so với cái dòng SCR đấy, bởi vì nó điều khiển IGBT và nó có chức năng đặc biệt của nó là auto vùng nước đấy, điều khiển là tự động chuyển đổi vùng nước này, nước mặn sang nước ngọt mà nó đánh bình thường, nước lợ sang nước mặn sang nước ngọt lợ đấy, tất cả các vùng nước nhiễm phèn, nhiễm chua, nhiễm nước thải. Và cái máy này thì anh em hạn chế chập vợt nhé, bởi vì cái dòng này công suất nó rất là lớn, mình chập vợt với nhau nó rất là hại máy, chập ít thôi đấy. Và kẹp bình thì nó có chức năng kẹp bình chống ngược này, chống giật có bóp này. Giờ mình sẽ thử máy cho anh em xem nhé. Đây mình 12V đấy, mình sẽ kẹp đỏ vào đỏ, đen vào đen này. Quạt đã quay. Giờ mình sẽ thử tải với chiếc bóng halogen 1000W bóng nướng. Đây giờ mình sẽ bấm cho máy cho anh em xem nghe. Anh em nghe tiếng máy nha. Đó. Công suất rất là lớn. Nếu như này anh em đánh Gofi thì rất là hiệu quả rồi. Mình cho bạn thân xuống này. Anh em nên nhớ là về nước càng nhiễm hoặc là càng mặn ấy, thì anh em nên là hạ cái nút khỏe yếu càng thấp xuống các bạn nhé, thì dòng sẽ dẫn xa hơn. Còn về nước trong thì anh em vặn hết cỡ. Đó, cái cò bóp là không có dần này, mình xào vào đây không có giật các bạn nhé. Đấy, cho anh em đi lội nước thoải mái luôn. Có cái này là băm sung nhé các bạn nhé. Này. Tung. Băm sung thì đánh cá sẽ lỗi đẹp hơn là mình tắt băm sung. Tắt băm sung thì chủ yếu là đánh để cho nó những cái dòng rô phi hoặc cá nó khó chết thôi. Nhưng còn nếu mà đi cá trắng, cá sộp hoặc là những cái dòng lươn lóc thì mình nên bật băm sung các bạn nhé. Tắt này, bật này. Đó, rất là ok anh em nhé. Anh em nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái bóng nó chỉ tí bằng cái que thôi, nhưng mà bấm khi mà điện cái máy này vào cái bóng đấy là không nhìn thấy que đâu. Đấy. Rất là khỏe luôn. Ở máy rất là nhạy các bạn nhé. Không hao điện mấy đâu, nó chỉ vẫn còn 12V các bạn ạ. Rất tiết kiệm bình luôn. Rồi, mình làm video đến đây thôi. Thì mình còn bận thời gian làm máy để giao cho anh em nữa. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ cho em số điện thoại này nhé. Số điện thoại này. Và mình thông báo lại là máy này bảo hành 15 các bạn nhé.